ảnh con trai Messi ngất xỉu trên sân gây sốt. Bé Matteo Messi gây chú ý nhờ giây phút đáng yêu trên khán đài. Sau chiến thắng của tuyển Argentina, ba quý tử nhà Messi chạy ùa xuống sân ăn mừng cùng bố. Ba cậu ấm nhà Messi gồm Thiago, Matteo và Ciro xuống sân Lusail tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng bố sau khi Argentina lần thứ ba chạm tay vào cúp vàng World Cup. Bên cạnh những khoảnh khắc ăn mừng cùng đồng đội, người hâm mộ, hình ảnh Messi ôm ấp ba con trai trở thành chủ đề nóng được bàn luận rôm rả. Các nhóc nhà Messi chạy ùa xuống sân và ôm chầm lấy bố ngay khi trận đấu kết thúc. Bức hình sống ảo của Thiago và Matteo bên cúp vàng danh giá mà Messi ao ước có được. Hai cậu lớn Thiago và Matteo cắt mảnh lưới trong trận chung kết làm kỷ niệm. Đặc biệt, tấm hình Matteo ngất xỉu trong vòng tay anh cả và em út được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Khán giả bật cười và ôm tim vì nét đáng yêu của ba nhóc tiền nhà siêu sao bóng đá. Trước giờ bóng lăn, Messi nhận được lá thư tay động viên từ con trai cả Thiago, 10 tuổi. Nội dung lá thư của Thiago là lời bài hát Muchacho, ca khúc thường xuyên được các cổ động viên Argentina hát vang trên khán đài tại World Cup 2022. Ba cậu quý tử đều cùng mẹ Antonin Rocuyo đến cổ vũ Messi mỗi trận thi đấu World Cup 2022. Mỗi bé đều có cá tính đặc biệt thu hút sự chú ý của truyền thông mỗi lần xuất hiện.